Hey, xin chào tất cả mọi người, và trong trận đấu này mình sẽ tiếp tục leo danh cao thủ ở cái nick này nha. Mình có xem cái mùa này mình sẽ đứng top được không, nhưng mà thật sự thì không có nhiều thời gian để leo danh, thi thoảng sẽ vào thôi. Ôi xe bỏ rát vậy, đang định chơi Quỳnh Vương mà ai lại đuổi tôi vậy? Ok, thích thì anh em không thích thì mình sẽ chơi con tác khác nha. Trận này sẽ chơi Vera thử xem. Đó, không được chơi Quỳnh Vương thì mình sẽ thử chơi Vera. Ok, nếu mà Quyền Vương không lết thì thử xem Vara như thế nào. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chơi cái bộ trang phục là Y tá bạo loạn nha. Một bộ trang phục vô cùng đẹp của cái gì vậy, what the hell? Sao lại chửi tôi vậy? Trời đất ơi, Vara thì có gì? Vara thì sao? Vara một vị tướng pháp sư có khả năng là dồn combo một combo một mạng. Sao có thể là đối xử với thanh niên này đến thế nhở? Tùy trình độ thôi anh em ơi, thật sự thì sao lại một sao nữa ra đi. Anh em thể để ý nhá, khi mà mình pick Vera một phát thôi là team mình đã gọi là thất bại lắm rồi, đã quá tư tưởng đấy là thua một trận đấu rồi, chán luôn, không có một sự tin tưởng gì hết khi mà cứ nghĩ là Vera hiện tại yếu ớt. Nhưng mà để em xem nào, mình sẽ chứng minh xem là cái vị tướng này có khỏe thật sự là phế như anh em nghĩ không nhá. Đó, Vera thì công nhận là nói chung thì nó không được sử dụng thường xuyên trong đấu những cái trận đấu danh Lico Mobile, nhưng mà vị này không bao giờ là phế cả anh em. Nó chỉ là thua kém về khi mà thua kém về combat thôi, còn về khả năng vị tướng này bắt lẻ thì trên cả tuyệt vời rồi. Một vị pháp sư vô cùng là khỏe khi mà bắt lẻ, còn về combat thì khá là phế vật. Nhưng mà thật sự thì nếu mà đầu game anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là hành team họ sấp mặt thì có lẽ là sẽ cuối game một cách rất là tốt. Đó để giúp cho đối phương hiện tại khiến cho đối phương cuối game là phế. Đấy, phế sau đó là kết liễu trận đấu rất là sớm. Ok, đừng chửi nhau nữa, cứ đánh đi. Khổ quá, chưa đánh đã kêu thua rồi. Trời ạ. Đó. Rồi, trong trận đấu này thì mình sẽ gặp ai bây giờ nhỉ? Thỏ Slim, theo mình dự đoán là thỏ thỏ phê cỏ sẽ đi rừng. Alice mang cấp cứu này chắc chắn là reroll rồi. Guido thì hình như là Guido trong trận đấu này sẽ đi đường giữa, và Zuka solo đường kinh công đối với Mina sẽ là một mình một bầu trời dưới đường rồng. Đó, theo mình là mình suy đoán theo trận theo đội hình đối phương, còn chắc chắn team mình là Omar đi ram cho Theonat. Mình sẽ đi đường giữa Malok và Tara, thì không biết hai thanh niên này sẽ phân chia nhau kiểu gì. Ok, và trận đấu đó anh em thì nhìn thấy một bộ trang phục vô cùng đẹp của vị tướng Vera, cô giáo Thảo đâu, cô giáo Vera nhầm, mình không chơi cái bộ trang phục cô giáo của vị tướng Vera này. Nói chung thì Vera là một vị tướng gọi là thuộc về cái đội hình hắc ám rồi, thuộc về cái đội hình ác độc rồi, không phải là đội hình tốt, không phải là những vị tướng tốt, thiên về kiểu là độ xấu xa hơn là cái kiểu khả năng là thiên thần nha. Rồi rồi đầu game thật sự vì nếu mà anh em muốn chơi tốt vị tướng Vera này thì đầu game không không phải đầu game, mà anh em cả trận không nên hổ báo, không nên lên quá cao, và cũng như là phải luôn giữ cho mình cái tốc tiến. Nếu mà anh em tốc biến rồi mà anh em không còn cái tốc biến nữa thì anh em cứ ôm trụ đi. Nếu mà có tốc biến rồi mới lên cao, không có tốc biến thì coi như là đừng ôm trụ farm thôi. Hiện tại thì mình cũng không dám hổ báo anh em ơi. Mình phải đi vừa đi khảo sát xem cái chỗ kia, cái chỗ mình đang đứng này nó có an toàn không, mình sẽ lên. Mình sẽ đứng ở chỗ này để mình farm. Ok, và bây giờ đã lên được cái Phượng Hoàng Lệ rồi. Mình sẽ tiếp tục sẽ lên các trang bị tăng sức mạnh pháp thuật, một combo một mạng nha. Rồi, thật sự thì khá là nhiều anh em có những cái tư tưởng kỳ thị đối với những cái vị tướng ít xuất hiện trong những cái đấu trường Liên Mobile. Đó như là Lumbu, như là Vera, như kiểu mở gần ga. Nhưng mà tùy thuộc anh em, trình độ của mỗi người sẽ giúp cho thật sự thì chất tướng của tướng nào cũng khỏe. Tướng nào cũng khỏe, khỏe về một mảnh nào đó. Đối với Vera thì nó không khỏe về combat, nhưng mà nó khỏe về các khả năng là bắt lẻ tốt. Đấy, thế nên là tùy trình độ thôi, nếu mà có người bét Vera rồi vẫn có thể gánh team được nha. Chứ còn anh đừng có suy nghĩ là Vera nó yếu, đừng có cho vào trận đấu. Ok, đang giao tranh rồi, bây giờ mình sẽ cúng. Chưa leo vào bốn anh em cẩn thận nào, choáng 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 choáng. Rồi chiêu cuối, à mình chưa nhầm, ôi thôi thả rơi. Thả rơi đi mà không thấy rơi hạ một mạng gì cả, buồn chưa. Phát đấy có chiêu cuối là chắc chắn sẽ có mạng rồi.
Rồi rồi rồi, ông này vẫn chưa chịu về à? Đã thấy tôi tốc biến một thịt ông bây giờ, tốc biến thà. Sống sao, em muốn anh sống sao một mạng. Thơm, thật sự đi nhờn, rất thích cái kiểu nhờn nhờn đùa đùa như thế này nhá. Đừng có nhờn khi mà, nhưng mà mình đã mất tốc biến rồi anh em ơi. Ăn được một mạng thì mình trả giá là mất cái tốc biến, bây giờ mình sẽ không dám hổ báo. Sẽ phải ôm 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 từ đầu nào, nào, ấy. Đầu game thì thật sự thì đầu game Vera khá là yếu ớt về cái mạng, về cái mảng nào đây nhá. Đầu tiên thì cái thời gian hồi chiêu của cái những cái level đầu tiên của vị tướng Vera rất là lâu rồi, và những combo hiện tại thì là Vera mới level 6 hoặc là level 4 như thế này nó vẫn còn rất là yếu nhá, không có khỏe gì. Đây đây, ông này tôi né 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 rồi, bắn bắn nhìn tin nhá, bắn đi bắn hộ tôi cái đó. Rồi lại trở về cái khu vực đường giữa thôi, anh em để ý là khi mà mình chơi vị tướng pháp sư thì mình cố gắng đẩy đẩy cao với đường giữa đi và cố gắng đi gank cho đồng đội một cách tốt nhất, có thể là hỗ trợ đồng đội nhá, chứ đừng có ôm một chỗ làm gì. Rồng nào ra, mất rồng bây giờ, nhanh còn kịp. Thôi 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 thôi, bị bắt lẻ rồi. Đây 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 đây, từ từ nha, từ 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 từ, chưa chưa việc gì phải vội. À Giru này hay quá, bắt luôn thỏ Slim, thỏ phế cỏ. Thôi thôi không làm choáng được thanh niên nào cả, buồn chưa. Cố gắng cố gắng cố gắng, rồi xác định rồi, thả lên bảng. Thính ở đây đâu, cứ thả đây rồi giờ mới để ý này anh em ơi. Khi mà anh em sử dụng chiêu cuối lập tức thì Vera sẽ bắn ra những cái con tiểu quỷ và gây sát thương phép, kèm theo là khi mà những con tiểu quỷ đấy bay ra rồi lập tức thì hiệu ứng kỹ năng cái chiêu đấy nó sẽ phát huy là những cái con rơi rất là bé bé bay xung quanh người bị tướng cho. À, Vera nhắn tin nữa mình sử dụng lần nữa cho anh em xem này. Chiêu cuối Vera thì hồi khá nhanh thôi, nếu mà anh em lên giảm thời gian hồi chiêu cũng như là cuối game late rồi thì việc khả năng sử dụng combo liên tục thì rất là tốt. Chơi vị tướng này thì đừng có nên tiếp nha. Anh em sử dụng chiêu thức liên tục để có thể là cấu rỉa máu đối phương một cách tốt nhất. Đừng có mà tiết kiệm làm gì, đấy em thì nhìn thấy chưa? Đừng có tiết kiệm tiết kiệm cái bộ kỹ năng làm gì cả. Cứ thoải mái xả ra đi. Một là dọa đối phương cho uy hiếp, quả kiểu là không dám lên cao, thấy sợ thanh niên này dồn một phát cứ xả combo liên tục thôi. Bây giờ thì phục kích ăn Zuka nào, Zu béo lên đây, chỉ cần Zu béo lên mình hôn gió một phát là xác định là đời đời nở hoa luôn. Ôi sao lại túng tụm hết đây giờ, lộ rồi, khổ quá. Thế là cái công cốc của tôi đứng đứng mãi đây 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 đây, mất rồi. Giao tranh ở khu vực con bùa xanh team mình. Hiện tại thì cứ farm thôi, ôm và farm và ôm. Đây đây đây, lại giao tranh hay quá. Rồi, ta ra châu vãi trưởng. Ôi, không bắt được thanh niên nào kìa. Bắt ngay thỏ, thỏ phê cỏ nhanh anh Alice này. Hôn gió lên bảng. Ôi, công nhận là sát thương hiện tại bây giờ mình khá là cao. Không việc gì mình ngại ngần vết bẩn cả. Team ăn 5 và trong đó mình ăn 3 rồi. Từ từ từ. Ôi, đây 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 nha, đây nha. Cố ôm đi ông ơi, ông ơi. Ông ơi, tôi chỉ cần thả. Vãi luôn. Hên. Thật sự là rất hên, mình tốc biến lên để mình hôn gió mà anh ngờ là đúng lúc thỏ Slim chui vào bụi, mình không có tầm nhìn, thế là hôn xịt rồi. Hôn xịt rồi, sống sao, chiêu cuối một mạng hai mạng, wow. Thả chiêu cuối mà đập double kill luôn. Hai mạng thơm với cái chiêu cuối này, đây 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 đây. Cái ông này bây giờ chỉ cần mình bắt được thôi, hôn gió, cái tầm hôn gió của vị tướng này rất là xa. Thôi thôi thôi, không tới luôn, đen thật sự. Phát đấy tới về thơm không? Rồi chán đau rồi, thỏ làm gì đây, thỏ làm gì đây, không tới. Phát đấy mà tới đi, cho tôi tới đi. Ui giời, cấu rỉa này có bùa xanh bùa đỏ mà, biết gì ngờ, ngại nhỉ. Cấu rỉa thôi, cứ lên đây thôi. Bây giờ mình có tục biến là mình xả được rồi đấy. Thôi thì mình té biến ngay mà, kiểu kiểu rình rình này thịt mình đấy đó. Anh em thấy là ôi, thôi, gặp du béo mộng năng nặng mông. Vera anh em đã thấy là khi mà có anh em chơi vị tướng này cứng cáp, gọi là có cái kỹ năng cao đối vị tướng này rồi thì không việc gì phải ngại ngần cả, kệ cứ lao vào đánh xếp hạng thôi, không việc gì xoắn cả. Hầu như là nếu mà chơi leo danh ấy, một là đội hình, kết hợp đội hình tốt, đội hình nếu mà có đội hình không quan trọng thì anh em lôi hết tướng tủ ra mà chơi, thật sự lôi hết tướng tủ ra mà chơi leo danh tốt chứ đồ lên bảng rồi huyền thoại rồi. Thấy chưa, chửi đi, không còn thanh niên nào ý kiến với mình luôn. Đầu game thì thấy mình chọn Vera bắt đầu thôi một sao ra đi rồi, lại gặp trả trâu rồi ấy, bắt đầu là cảm thấy mình xanh, bắt đầu thành mấy thanh niên này không còn ý kiến gì hết.
Đúng là không biết là mình gặp bao nhiêu cái trường hợp như thế thôi. Thôi kệ, nhưng mà mình hầu như là mình đều tắt cái trò chuyện trong những cái trận đấu đi để là đỡ bị ức chế. Lắm lúc thì chơi chơi xong toàn bị là những cái lời nói không tốt. Đây thì từ từ thôi à. Rồi xả combo này, hôn gió chiều cuối, rồi ôi lượng sát thương vô cùng lớn. Hiện tại thì mình quá là bán ảo rồi. Thế lực hắc ám đã bao trùm hết cái bầu trời Linh Quân Mobile rồi, không còn cái thế lực ánh sáng nào nữa chiêu cuối rồi. Dồn sát thương không đủ chết nhưng mà cũng được hỗ trợ một mạng. Ôi nhìn thơm chưa, cái ông này không chết được luôn rồi. Xong mà thôi cho tôi, hay quá. Ôi không ăn được kìa, tưởng ăn được cái con bùa chứ. A kéo làm gì vậy, ông kéo gì vậy, hôn gió này rồi xả hay quá. Ma lốc xuống chiêu cuối, hay chiêu cuối rồi, sống sao lên bảng nốt. Hiện tại rất là xanh rồi. À đây đây. Này, mất chiêu cuối nhá. Này thì ghi đu, mất chiêu cuối thì em lên bảng. Bye bye, bye bye. Tiễn chú lên cái kiểu là cho lên sân bay, tiễn đi nước ngoài một cách nhanh nhất. Rồi. Bây giờ đẩy trụ đấy anh em, không còn cái việc gì phải ngại ngần vết bẩn cả. Hiện tại mình rất là xanh rồi, không có một thanh niên dám động được vào người luôn. Đầu game thì mình chấp nhận đi, mình chấp nhận ok, tôi phế, tôi sẽ chấp nhận đầu game tôi farm, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi quá bá, đừng quá khinh rồi. Nào, chiêu cuối luôn. Đấy như anh em nhìn này. Cứ quá bộ combo xả liên tục cho mình, không có gì phải tiết kiệm. Cứ xả liên tục là đối phương rụt rè ngay mà. Đây đây đây, du béo này, du béo này. Này thì du béo, chiêu cuối nhầm. Thôi Vera chị ơi tha em. Kìa đồng đội tôi đâu rồi? Đồng đội đâu? Hay quá, đồng đội ra rồi. Nào hôn gió này, tiếp tục này. Lên bảng em ơi, lên bảng em ơi. Rồi, 170 vàng và 9 mạng. Bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây, vì nếu mà đánh lâu thì mình có khả năng là không biết là thắng được không. Ok, và cái clip của mình tới đây là kết thúc rồi. Vera là một vị tướng có khả năng bắt lẻ rất tốt, và nếu mà anh em nếu mà chơi vị tướng này tủ thì vẫn có thể leo danh nha. Đừng có lãng quên vị tướng này, vì là khi mà lãng quên thì cô nàng rất là buồn. Cảm ơn người đã theo dõi video của mình, để lại một like, một comment, một đăng ký kênh giúp mình để động lực mình có thể làm thêm các clip hay hơn, chia sẻ những kinh nghiệm của mình nha. Cảm ơn người, I love you tất cả mọi người, bye bye.